Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Coupe của Đức mang mã hiệu là LTD Pro, được trang bị cấu hình full group Shimano DOG. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, nước sơn thì còn rất là mới, sơn bóng này nhìn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ nhỏ do quá trình sử dụng, còn với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Tay bấm DOG, phanh dầu Shimano hai bên. Được trang bị bộ lốp Kenda. Mayer bi vòng bạc đạn. Đùi đĩa trục rỗng DOG, gạt đĩa đề cũng của DOG, full group DOG luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 53 cm, 52 cm. Thì chiếc xe phù hợp với các bác là trên 1m6 một tí đến khoảng trên 1m7 đấy, phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác, tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Đĩa 10 tầng, đĩa 3 tầng cho 30 tốc độ. Chuyển động các thứ rất là mượt mà. Mức giá của chiếc xe thì cực kỳ bèo luôn, chỉ có 8,8 triệu thôi mà các bác đã được sở hữu một cấu hình full group DOG. Các bác
bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để xem được những thông báo mới nhất những chiếc xe khác em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.